Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, trong lịch sử phát triển của thế giới, cụm từ cách mạng màu không chỉ đơn thuần là một thuật ngữ về các phong trào chính trị, mà còn trở thành công cụ mà các thế lực phương Tây, đặc biệt là Mỹ, sử dụng để can thiệp vào nội bộ các quốc gia có chủ quyền. Dưới chiêu bài Dân Chủ và Nhân Quyền, họ đã đẩy nhiều quốc gia vào cảnh loạn lạc, nghèo đói và xung đột. Tại Việt Nam, mặc dù cách mạng màu chưa từng thành công, nhưng những âm mưu luận điệu xuyên tạc vẫn liên tục được các thế lực thù địch thúc đẩy nhằm phá hoại lòng tin của nhân dân vào đảng và nhà nước. Chống di biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Cách mạng màu và chiêu bài dân chủ, bài viết của Lâm Trực, Tre Làng Blog. Cách mạng màu, kịch bản cũ nhưng vẫn nguy hiểm. Khái niệm cách mạng màu chỉ các cuộc chính biến chính trị bạo loạn của tổ chức với mục tiêu lật đổ các chính quyền đương nhiệm mặc dù các cuộc cách mạng này không trực tiếp sử dụng vũ lực nhưng hệ quả mà chúng mang lại là sự khủng hoảng bạo lực và bất ổn chính trị những cuộc cách mạng này đều có điểm chung là sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ mỹ và phương tây với mục tiêu thiết lập những chính phủ thân mỹ để phục vụ cho lợi ích chiến lược của họ hàng loạt quốc gia đã trở thành nạn nhân của cách mạng màu từ châu á châu âu đến trung đông và bắc phi điển hình có thể kể đến Philippines năm 1983 với cuộc cách mạng vàng chống lại Tổng thống Ferdinand Marcos, Séc, Slovakia năm 1989 với cuộc cách mạng nhung, năm tư năm 2000 với phong trào biểu tình lớn đẩy chính phủ của Tổng thống Slobodan Milosevic đến sụp đổ, Georgia năm 2003 với cuộc cách mạng nhung, Ukraine năm 2004-2014 với hai lần cách mạng cam dẫn đến khủng hoảng và xung đột chính trị sâu sắc. Kiri Ritkan năm 2005 với cách mạng Hoa Tulip, Liban năm 2005 với cách mạng Tuyết Tùng, Iran năm 2009 với cách mạng Xanh, Tunisia năm 2010 với cách mạng Hoa Nhài, Ai Cập năm 2011 với cách mạng Hoa Sen và các cuộc nổi dậy ở Libya, Syria, Yemen và một loạt quốc gia khác thuộc khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Kết cục của các cuộc cách mạng này là gì? Đó là sự sụp đổ về chính trị, bạo lực tràn lan, kinh tế sụp đổ và sự suy giảm chất lượng cuộc sống của người dân. Những quốc gia từng có nền kinh tế phát triển ổn định như Libya dưới sự lãnh đạo của Muhammad Gaddafi giờ đây đang rơi vào vòng xoáy nghèo đói, bất ổn và bạo lực kéo dài. Những lời hứa về vân chủ và nhân quyền của phương Tây thực chất chỉ là chiêu bài để tiến hành các cuộc chính biến phục vụ cho lợi ích chính trị của họ mà thôi. Chiêu bài dân chủ và các luận điệu xuyên tạc chống phá Việt Nam Tại Việt Nam, mặc dù đất nước vẫn duy trì sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế, các thế lực thù địch trong và ngoài nước không ngừng tìm cách lợi dụng chiêu bài dân chủ và nhân quyền để tấn công. Các tổ chức như Việt Tân, RFA, Vo Tiếng Việt, Chân Trời Mới, Media, thường xuyên tung ra các thông tin sai lệch bóp méo sự thật về tình hình chính trị xã hội trong nước chúng không ngần ngại đã phá vu cáo chính quyền việt nam vi phạm quyền tự do ngôn luận đàn áp giới trẻ hoặc thậm chí bịa đặt những câu chuyện nhằm kích động người dân khi một số cá nhân hoặc nhóm người bày tỏ quan điểm chính trị lệch lạc vi phạm pháp luật những tổ chức này liền lợi dụng sự việc để biến họ thành người hùng trong mắt cộng đồng quốc tế chúng không ngừng rêu rao rằng việt nam đàn áp nhà hoạt động dân chủ bóp nguyệt quyền tự do tư tưởng điển hình như trường hợp của một nam sinh từng tham gia chương trình đường lên đỉnh olympia đã có những phát ngôn sai sự thật bôi nhọ đảng và nhà nước ngay lập tức các tổ chức phản động như việt tân vo tiếng việt rfa lên tiếng bảo vệ nam sinh này cho rằng chính quyền việt nam đàn áp tự do ngôn luận Tuy nhiên thực chất đây chỉ là một chiêu trò để các thế lực này lợi dụng tạo cớ kích động chống phá. Trong khi đó, những cái tên như Phạm Thị Đoan Trang, Nguyễn Lân Thắng, Trịnh Bá Phương thường xuyên được ca ngợi như những người đấu tranh vì dân chủ trong các kênh truyền thông nước ngoài. Thực tế, họ đều là những cá nhân có các hành vi vi phạm pháp luật, nhận thức chính trị lệch lạc, bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thế nhưng, dưới con mắt của các tổ chức phản động, họ lại trở thành những nạn nhân của chế độ chỉ để phục vụ cho âm mưu lật đổ chính quyền hợp pháp của Việt Nam. Bài học về sự cảnh giác trước cách mạng màu, lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam với những cuộc đấu tranh giữ nước đã hung đúc cho đất nước một tinh thần đoàn kết, sự cảnh giác cao độ trước những âm mưu thâm hiểm của các thế lực bên ngoài. Nhân dân Việt Nam hiểu rõ giá trị của hòa bình, độc lập và tự do. Chính vì vậy, cách mạng màu không bao giờ có thể thành công trên đất nước này mặc dù có những cá nhân nhẹ dạ cả tin bị cuốn vào cám dỗ của tiền bạc và danh vọng từ các thế lực bên ngoài nhưng đại đa số nhân dân việt nam vẫn giữ vững niềm tin và sự lãnh đạo của đảng và nhà nước những chiêu trò âm mưu lợi dụng dân chủ nhân quyền để kích động bạo loạn gây rối sẽ không bao giờ có thể làm lung lay được nền tảng chính trị vững chắc của việt nam thực tế đã chứng minh rằng các cuộc cách mạng màu chỉ mang lại đau thương bất ổn và sự sụp đổ cho những quốc gia bị cuốn vào vòng xoáy của nó bài học từ những nước đã trải qua cách mạng màu như Ukraine, Libya, CB là những lời cảnh tỉnh rõ ràng nhất. Việt Nam với sự đoàn kết của toàn dân, sự kiên định trong lãnh đạo và sự cảnh giác trước mọi âm mưu sẽ không bao giờ để mình rơi vào cái bẫy dân chủ mà phương Tây bày ra. Cách mạng màu và chiêu bài dân chủ không chỉ là mối đe dọa đối với các quốc gia nhỏ, mà còn là công cụ mà các thế lực lớn lợi dụng để can thiệp vào nội bộ của các nước khác tuy nhiên với tinh thần cảnh giác và niềm tin sắc son và sự lãnh đạo của đảng và nhà nước việt nam đã đang và sẽ tiếp tục giữ vững độc lập chủ quyền không để những âm mưu thâm độc này có thể phá hoại